Thành phố Hồ Chí Minh có thể xem là địa phương mà các sân khấu kịch hoạt động sôi nổi nhất cả nước với sự ra đời của liên tục và đa dạng các thể loại kịch. Và dường như là đắt vé nhất vẫn là những vở kịch mang tính giải trí cao. Thế nhưng mà vừa qua thì vở diễn Nặng Ký – Bệnh Sĩ đã đến với khán giả thành phố Hồ Chí Minh với sự góp mặt của toàn bộ dàn diễn viên kỳ cựu của Nhà hát kịch Việt Nam và nhận được sự đón nhận rất là nhiệt tình của khán giả phương Nam. Và điều này thì phần nào đã nói lên một xu hướng rất mới của sân khấu kịch hiện đại, đó chính là sự giao thoa của kịch Bắc và kịch Nam. 10 năm sinh sống và làm việc tại miền Nam, anh Võ Trung Kiên quê ở Hải Phòng. Khi được xem lại vở Bệnh Sĩ do dàn diễn viên Nhà hát kịch Việt Nam biểu diễn ở thành phố Hồ Chí Minh, cho biết vở kịch vẫn mang đậm tính xã hội lịch sử và phản ánh những vấn đề nhức nhối của cuộc sống hiện đại. Chuyện này ngày xưa rồi nhưng mà thực tế bây giờ nó vẫn còn cái tính thời sự bây giờ ấy. Giống như bây giờ trên báo đài thì vẫn đang có những cái như là xây tượng 1.400 tỷ ấy, rồi một số cái thì tức là con người người ta vẫn có cái hướng là nó phô trương rồi nó không đúng thực tế. Sân khấu kịch miền Nam đã từng chứng kiến sự thất bại của các vở chính kịch hay chuyển thể phóng tác từ các tác phẩm văn học mà không được đầu tư mạnh tay hay có quy mô lớn vì nội dung nặng nề rất khó giữ chân người xem. Bệnh Sĩ có thể nói là một vở diễn nặng ký như thế. Thế nhưng, khán giả miền Nam đối với Bệnh Sĩ lần này đã ngồi xem đến phút cuối và cùng cười, cùng chiêm nghiệm với các nhân vật. Có rất là tình tiết gây cười. Cười, cái cười đó rất là thâm thúy, rất là hay, rất có ý nghĩa. Đó là nó phải sống thật với bản thân mình. Rất là cảm thấy nó rất là, nói chung mà sau một ngày làm việc thì cảm thấy rất là giảm được stress. Mình nói xem, bởi vì mình thích cái vở kịch của miền Bắc, họ họ phản ảnh thiết thực đó và nghe cũng dễ hiểu, nó có cái chiều sâu hơn. Sở dĩ có sự khác biệt như thế theo nghệ sĩ Xuân Bắc là vì vở Bệnh Sĩ đã được lồng ghép thêm vào một cách khéo léo những tình tiết hài hước nhẹ nhàng để cân bằng cảm xúc cho người xem. Bên cạnh những vấn đề rất nặng, những vấn đề mang tính phát triển xã hội, những vấn đề mang tính thậm chí cả những vấn đề mà từ xưa đến nay nhiều người làm tránh, thì đã đưa vào những cái mảng miếng, những cái trò diễn mang tính giải trí cao để cân bằng và để hài hòa một vở kịch khi đến với khán giả. Tôi thấy điều đấy cũng rất là hợp lý và điều đó là tất yếu. Cuối tuần trước, vở Quả Tim Máu phần 2, một vở kịch kinh dị hài đặc trưng của sân khấu kịch Phú Nhuận vừa ra mắt người xem, cũng đã xuyên suốt câu chuyện xã hội rất nhức nhối, ăn cắp nội tạng. Không khó để nhận ra tại các sân khấu kịch miền Nam hiện nay, các vở kịch hài hay kinh dị cũng đã bắt đầu lồng ghép những tình tiết thời sự nóng bỏng vào trong. Có thể nói, kịch Bắc Nam giao thoa là một trong những xu hướng mới của các sân khấu hiện nay, cả Nam lẫn Bắc.